Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình du học Mỹ hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến các bạn đôi nét về trường cao đẳng cộng đồng Wacom, được gọi tắt là trường WCC. Cao đẳng cộng đồng Wacom được thành lập năm 1967 tại thành phố Bellingham, bang Washington của Mỹ. Trường cách thủ phủ Seattle 90 phút và cách thành phố Vancouver, Canada 60 phút lái xe. Bellingham có hồ, sông, rừng cây và công viên. Bellingham được công nhận là nơi đáng sống với tiêu chuẩn chất lượng cuộc sống cao và là nơi tỷ lệ tội phạm thấp, môi trường xã hội thân thiện, môi trường sống trong lành, mức sinh hoạt phí vừa phải. Wacom có thể coi như là một nước Mỹ thu nhỏ, nằm gần kề những thành phố nổi tiếng khác của nước Mỹ và Canada, Seattle, Vancouver. Hiện trường có khoảng 12.000 sinh viên đang theo học các chương trình khác nhau, trong đó có khoảng 150 sinh viên quốc tế gồm Việt Nam và 30 quốc gia khác nhau theo học. Trường có khu học xá hiện đại với các trang thiết bị tối tân nhằm phục vụ cho việc học tập sinh hoạt của sinh viên. Trường có khu học xá mới, hiện đại và khang trang bậc nhất so với các trường cao đẳng cộng đồng khác ở Mỹ. Quy mô này là 10 tòa nhà với tiện nghi, sự hiện đại đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Trường có riêng nhà hát, thư viện, trung tâm dạy kèm, thư viện, khu ăn uống, cà phê, trung tâm sinh viên, phòng thể dục thể thao, sân bóng nhân tạo. Các lớp học có sĩ số giới hạn thấp, khoảng 22 sinh viên với các chương trình học đáp ứng yêu cầu phù hợp với mỗi cá nhân học sinh. Hàng trăm máy vi tính và wifi dành cho học sinh tự học với thiết bị công nghệ cao được trang bị trong mỗi phòng học. Sinh viên của trường luôn được giúp đỡ tận tình từ những ngày đầu tiên khi đặt chân đến trường. Những vấn đề từ đơn giản như đưa đón tại sân bay, nhà ở, đến tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ học tập, phân tích chuyên ngành sẽ giúp cho các bạn sinh viên phát huy được thế mạnh của mình và đạt được thành tích cao nhất. WCC luôn có nhiều loại hình hoạt động ngoài trời, xã hội thú vị khác nhau, thu hút sinh viên thông qua câu lạc bộ hữu nghị, nơi mà sinh viên quốc tế có thể gặp gỡ giao lưu trong môi trường an toàn của vùng Tây Bắc, Washington. Và đây là điều mà trường tự hào là một nước Mỹ thu nhỏ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về trường cũng như là các chương trình học tại trường Wacom thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số 0838382080 để được tư vấn miễn phí, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com.